Tử vi tuổi Tân Hợi 1971 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh trong năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Tân Hợi nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc được hành thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm Nhâm Dần và nhận được những lời khuyên từ chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thái tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tân Hợi hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Tân Hợi trong năm 2022. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, mệnh thoa xuyến kim, là người bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của bản mệnh khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Họ là người chọn chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Địa chi của các bác tuổi Tân Hợi trong năm 2022 là Hợi gặp Dần, tạo nên cục diện nhị hợp, có mối quan hệ tương hỗ nhau trong mọi lĩnh vực. Còn về thiên can của các bác tuổi Tân Hợi trong năm 2022, đó là Tân Âm Kim gặp Nhâm Dương Thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là năm khá tốt cho các bác tuổi Tân Hợi. Nếu có cơ hội tốt thì cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi các bác ở phía trước. Tháng may mắn năm 2022 của tuổi Tân Hợi là tháng 1 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của các bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, còn cho thấy tuổi hợp với mệnh chủ là Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1987, Đinh Mùi 1967, Kỷ Mùi 1979 và Tân Mùi 1991. Cuối cùng là sao chiếu mệnh của các bác tuổi Tân Hợi. Các bác tuổi Tân Hợi năm nay sẽ gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân trông coi. Kế đô là sao tam cửu khóc bi ai, mang đến sự buồn khổ, chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ. Chính vì thế năm nào bị sao kế đô chiếu mệnh, xem như năm đó bị xấu. Đặc biệt ảnh hưởng rất xấu đến phái nữ, xem những người có thai hay sinh đẻ khi gặp hạn sao này thường ít bị ảnh hưởng. Ngoài ra khi gặp hạn sao này, mưu sự thường khó khăn, thành ít, bại nhiều. Tuy nhiên nữ giới thường kỵ nhiều hơn nam giới, cần chú ý tháng 3 và tháng 9 âm lịch.
Còn các cô tuổi Tân Hợi thì trong năm 2022 sẽ được sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương thuộc hệ thống cửu diệu, đó là một cát tinh chủ về phú quý. Sao Thái Dương là cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Khi sao Thái Dương chiếu đến sẽ giúp làm ăn phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan, tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Ngoài ra, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ nghênh sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng nghênh sao giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Để đăng ký tham gia nghi lễ nghênh sao giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy. Trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Tân Hợi hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy, được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy. Đặc biệt các bác tuổi Tân Hợi trong năm 2022 cần cẩn trọng chú ý tháng Ất Tỵ, tức tháng 4 âm lịch, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Tân Hợi. Những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Vào những ngày này, mệnh chủ tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào ngày này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, các bác tuổi Tân Hợi không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Tân Hợi qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Với sự may mắn trong sự nghiệp, năm 2022, tuổi Tân Hợi sẽ có những bước đột phá nhất định, có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch, tiếp thị, hợp tác kinh doanh, cải thiện hiệu suất. Năm nay, mọi người có thể gặp một số quý nhân giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống. Vì vậy, hãy đối xử tốt với mọi người xung quanh, giữ thái độ khiêm tốn, không bao giờ tự cao với niềm tự hào hay tỏ ra không quan tâm. Ngoài ra, trong thời gian này, các bác nên tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định. Mà ở đây, theo kênh Phong Thủy Gia Cát, thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của các bác trong thời gian sắp tới. Không những vậy, mọi người còn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Vậy nên để kích vượng vận thì các bác tuổi Tân Hợi hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp các mối quan hệ được phát triển hơn, hóa giải xung khắc không may xảy ra. Đồng thời với năng lực ngưng tụ, thiên, địa, nhân sẽ giúp các bác tuổi Tân Hợi kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp, chiêu mời quý nhân phù trợ cho các bác trong năm 2022. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Năm nay, các bác tuổi Tân Hợi sẽ gặp may mắn trong việc kiếm tiền. Một khi đã nắm bắt cơ hội gặp được quý nhân sẽ thay đổi cuộc đời. Các bác sẽ có những tiến bộ lớn trong sự nghiệp và cải thiện đáng kể sự may mắn cho tài chính. Nếu có ý định kinh doanh trong thời gian này, các bác cần phải tìm địa điểm giao thông thuận tiện, có lưu lượng người qua lại đông đúc, như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách hàng tiếp cận. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Ngoài ra, để cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc năm 2022, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tân Hợi, để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Đối với các bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, tình yêu và mối quan hệ trong năm 2022 đều rất tốt đẹp. Dù hai người có từng cãi nhau với bạn đời về sự cứng đầu,
nhưng các bác rất hợp nhau trong năm nay. Với các bác tuổi Tân Hợi còn đang độc thân, trong thời gian này sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng với những người khác giới, dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ. Tuy nhiên, các bác tuổi Tân Hợi trong thời gian này kém may mắn. Ngoài ra, xét về phương diện tình cảm, năm 2022, gia chủ tuổi Tân Hợi không có nhiều đào hoa, nhưng các bác vẫn có thể sẽ gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Cũng có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen, các bác cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên, tuổi Tân Hợi đã kết hôn thì có thể sẽ nhận được những lời tán tỉnh, đong đưa của người khác phái. Cho nên các bác cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo khiến cho đối phương hiểu lầm và tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Đặc biệt để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Tân Hợi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, các bác tuổi Tân Hợi còn đang độc thân, sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Nhâm Dần. Thứ tư về mặt sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe của các bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm 2022 cho thấy tình hình sức khỏe có phần đáng ngại. Bước sang năm Nhâm Dần, các bác cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi, tăng sức đề kháng cho mình bằng cách ăn uống đủ chất, tập thể dục thể thao điều độ. Ngoài ra, trong năm, nguy cơ cảm cúm, mắc bệnh dạ dày, bệnh đường tiêu hóa hay gan phổi là khá lớn. Các bác cần phải chú ý đến thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời đến thăm khám cơ sở y tế gần nhất, có phương án điều trị phù hợp. Các bác cũng nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya, đến những chỗ ẩm u, ẩm ướt hay mang nhiều tà khí, sát khí. Đồng thời, các bác hãy dành thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Đồng thời, thầy Gia Cát còn khuyên thời gian này, các bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Tân Hợi sinh năm 1971. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Tân Hợi trong vận trình năm 2022 theo 6 hạn để hiểu rõ hơn. Trong năm 2022, các bác tuổi Tân Hợi sẽ gặp phải hạn địa võng. Người xưa có câu, địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói, danh đoan dày ra. Có nghĩa là khi gặp phải hạn này sẽ có nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, cũng gặp nhiều rắc rối, thị phi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, muôn đời mang tính xấu. Điều này khiến tâm trạng của mệnh chủ gặp hạn trở nên đau buồn, phiền lòng. Địa võng còn là hạn xấu chủ về các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn và hiểu nhầm. Trong gia đình, lời qua tiếng lại khiến không khí căng thẳng, mệt mỏi. Bên cạnh đó, mặt kinh tế cũng bị ảnh hưởng, cho nên việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh có phần có hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng sẽ bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý, tiền mất tật mang. Đặc biệt, gia chủ không nên tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tay bay vạ gió, hao tiền tốn của sẽ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của các bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Thầy Gia Cát khuyên các bác trong năm Nhâm Dần sẽ cần mang bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh, bổ trợ thần mệnh. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là các bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân,
Xin mời quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, quý vị hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.